Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ tư để xem xét quyết định một số nội dung quan trọng. Đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì kỳ họp. Dự kỳ họp có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toàn nhấn mạnh nhằm đảm bảo công tác quản lý nhà nước kịp thời có những giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong những tháng còn lại từ nay đến cuối năm. Kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm, từ đó có những điều chỉnh về giải pháp nhiệm vụ thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, đồng thời xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng khác. Đề nghị các đại biểu phát huy vai trò trách nhiệm tập trung thảo luận, phân tích làm rõ tính cần thiết, tính hiệu quả, sự phù hợp với thực tiễn để đưa ra những quyết định đúng đắn trong từng nội dung của kỳ họp, đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri, tất cả vì chất lượng cuộc sống của người dân, vì sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh. Kỳ họp nghe, xem xét các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng, điều chỉnh chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và nhiệm vụ giải pháp những tháng cuối năm 2021, tình hình thực hiện thu chi ngân sách giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch tài chính ngân sách 5 năm giai đoạn 2021-2025. Về việc quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu chi ngân sách nhà nước địa phương năm 2020, việc chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất và phê duyệt danh mục dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha điều chỉnh bổ sung năm 2021, điều chỉnh giao biên chế, công chức, lao động hợp đồng theo Nghị định 68 của Chính phủ trong các cơ quan tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2021 tại Nghị quyết số 348 ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. 9 tháng qua, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh được kiểm soát, bảo đảm an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng 5,71%, thu ngân sách nhà nước đạt trên 13.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa trên 10.000 tỷ đồng, tạo thêm việc làm mới cho 1,74 vạn lao động. Công tác bảo đảm an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, công tác quốc phòng địa phương, an ninh trật tự tiếp tục được củng cố và giữ vững. Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh về các báo cáo tờ trình, dự thảo, nghị quyết tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhất trí thông qua 6 dự thảo nghị quyết tại kỳ họp. Kỳ họp tiến hành miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Phạm Đăng Khoa, nguyên Giám đốc Công an tỉnh, do đã chuyển công tác, nhận nhiệm vụ mới. Đồng thời, bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với đồng chí Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ tư, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhấn mạnh. Nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm, quan trọng hàng đầu từ nay đến cuối năm 2021 là tập trung mọi nguồn lực, chủ động xây dựng kịch bản, thực hiện các biện pháp cụ thể trên từng lĩnh vực để nhanh chóng khôi phục và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 đã đề ra, Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các cấp, các ngành cần quan tâm những nội dung trọng tâm sau đây. Tiếp tục duy trì, kiểm soát tốt dịch bệnh, phát huy hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian qua, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương chỉ đạo các cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai và phối hợp thực hiện nghiêm các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã được thông qua tại kỳ họp, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, đạt chất lượng, hiệu quả cao, bám sát và kịp thời cập nhật kịch bản tăng trưởng kinh tế để có giải pháp thiết thực, hiệu quả, bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Đồng thời, khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 sát với tình hình thực tế và bảo đảm lộ trình thực hiện các mục tiêu kế hoạch giai đoạn 2021-2025 của tỉnh đã đề ra. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng các kỳ họp, đổi mới phương thức làm việc, tiếp xúc cử tri,
tăng cường hiệu lực hiệu quả hoạt động giám sát và tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Trước mắt cần tăng cường công tác phối hợp với các ngành, các cơ quan, chuẩn bị chu đáo điều kiện để tổ chức kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh diễn ra vào cuối năm 2021.